Phật rõ biết ngọn hương chi thiền. Pháp thân toàn thể hiện tiền, chứng minh hương quyền phước liền ban cho. Nam mô hương dẫn cái Bồ Tát, Nam mô hương dẫn cái Bồ Tát, Nam mô hương dẫn cái Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vội vội không trên pháp thầm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì niệm, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Phật. Nói kinh Du Lan Bồn mà ta từng nghe lời tạc như vậy. Một thuở nọ Thế Tôn mang trụ xá về thành Kỳ Thủ Viên Trung, Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Làm con hiếu hạnh di tiên, bèn dùng quế nhãn dưới trên kim tầm. Thấy dòng màu xanh làm ngã quỷ, không uống ăn tiều tủy hình hài. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm. Lo phẩm vật đem dân từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tạ che đầy hữu hầu bốc ăn. Lòng bón sen tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến
miệng đà là quá thành than lửa nước mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, một kiền liên bi cảm xót thương. Mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương dạy nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cõi, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng giang đồn thâu đến cửu thiên. Cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương. Cộng ba cõi sáu phương tu tập, cùng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Pháp cứu tế ta toàn giảng nói, cho mọi người thoát khỏi ách nàng. Bèn kêu một thị đến gần, truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi. Rằm tháng bảy là ngày tự tử, mười phương tăng đều giữ lễ này. Phải toan sắm sửa chớ chày, thức ăn trăm món trái cây năm màu. Lại phải sắm giường nằm nêm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu. Món ăn tinh sạch bao màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân. Chư đại đức mười phương thọ thực, trong bảy đời sẽ được siêu thân. Lại thêm cha mẹ hiền tiền, đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nàng. Vì ngày ấy thanh tăng đều đủ, dầu ở đâu cũng tụ hội về. Như người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não chậm về thiện na. Hoặc người đặng bốn tòa đạo hòa, công tu hành nguyện thọ vô sanh. Hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng. Hoặc người đặng lục thông tân pháp, và những hàng duyên giác thanh văn. Hoặc chư Bồ Tát mười phương, hiện hình làm sai ở gần chúng sanh. Điều trì giới rất thanh rất tình, đạo đức dày chánh định chân tâm. Tất cả các bậc thánh phàm, đồng lòng tỏ lành bát cơm lục hoàng. Người nào có sắm ra vật thực, đặng cúng dường tự tứ tăng thời. Hiện tiền phụ mẫu của người, bà con quyến thuộc thầy đều nhớ ơn. Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi, cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên. Như còn cha mẹ hiển tiền, nhờ đó cùng đặng ba niên thọ trường. Như cha mẹ bảy đời quá vãng, sẽ quá sanh về cõi thiên cung. Người thời tung tú hình dung,
hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải tuân theo thể thức sau này. Trước khi thọ thực đàn chay phải cầu chú nguyện cho người tính gia. Cầu thất thế mẹ cha thí chủ định tâm thần quán đủ đừng quên. Cho xong định ý hành thiện mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dân. Khi thọ dùng nên vật thật trước Phật đài hoặc tự tháp trung chữ tăng chú nguyện viên dung sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt mục liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng. Mục liên cùng hết khóc than rầu buồn. Mục liên mẫu cũng trong ngày ấy khiếp khổ về ngã quỷ được tan. Mục liên bạch với Phật rằng mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nạn. Lại cũng nhờ quái thần tam bảo bằng chăng thì nạn khổ khó ra. Như sao đệ tử xuất gia dù lang bồn pháp dùng mà độ sanh. Độ cha mẹ còn đương tại thế hoặc bài đời có thể đặng không. Hoặc rằng lời hỏi rất thông ta vừa muốn nói con vùng hỏi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần tam công tể tướng ba hoàng cùng hàng lệ thứ vạn dân coi trần. Như chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thất thế tình thâm đến rằm tháng bảy mỗi năm. Sau khi kiết hạ chư tăng tổ về chính ngày ấy Phật đà quan hỷ phải sắm sành ba vị cơm canh. Đừng trong bình bát tinh anh chờ giờ tự tư chung tăng cúng dường. Đặng cầu nguyện sân đường trường thoái chẳng ấm đau cũng chẳng khổ chi. Cùng cầu thất thế đồng thì lìa nơi ngã quỷ sanh về nhân thiên. Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp lại xa lìa nạn khổ cực thân. Muốn sanh Phật tử ân cần hành tu hiếu thuận phải cần phải duyên. Thường cầu nguyện thung quyên an hào cùng bãi đời phổ mẫu siêu sanh. Ngày rằm tháng bảy mỗi năm vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền. Lễ cứu tế chi thành sắp đặt ngõ cúng dường chư Phật chư tăng. Ấy là báo đáp thù ân sanh thành dưỡng dục sống thân bụi đầu. Đệ tử Phật lo âu gìn giữ mới phải là thích tử thiền môn. Vừa nghe dứt pháp lan bồ mà muốn sanh tử chúng thời đồng hỷ hoan. Mục liên giới bốn ban Phật tử nguyện một lòng tín sự phụng hành
Trước là trả nghĩa sanh thành, sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Phật nói kinh báo đáp công ơn cha mẹ đã ta từng nghe lời tạc như vậy. Một thổ nọ thấy tôm ăn trộm xa về thành kỳ thôn viên chung. Chư tăng cầu hỏi rất đông, tình ra đến số hai muôn tám ngàn. Lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Đau bán lộ đành rành mắt thấy, núi xương khô bò đấy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi, lại liền bơ lại rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan trong lòng ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương. Vội vàng xin Phật dạy tường, thầy là từ phụ ba phương bốn loài. Ai ai cùng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại xương khô. Phật rằng trong các môn đồ, người là đệ tử đứng đầu dày công. Bởi chưa biết đục trong chưa rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu. Đóng xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh, lộc thân đời trước thi hài còn đây. Ta lễ bái kinh người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đóng xương hỗn tạp chẳng vừa, không phần trai gái bỏ bừa khó coi. Người chịu khó xét soi cho kỹ, phần làm hai bên nữ bên nam. Để cho phân biệt cốt và mà không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng tha thiết, biết làm sao phân biệt khỏi sai. Ngài bèn xin Phật tỏ bài, vì khó chọn lựa gái trai lúc này. Còn sanh tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh. Chớ khi rạ sát tiêu hình, sướng ai như nấy khó nhìn khó phân. Phật mới bảo A Nan nên biết, xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Người có biết cỡ sao đen nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra. Sanh con ba đấu quyết ra, tam học bốn đấu sửa hòa nuôi con. Vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A
nàng nghe vậy bi ai xót thương cha mẹ công dạy dưỡng sanh. Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào bảo hiếu song thân. Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì người ta sẽ phân trần khá nghe. Thân đàn bà nhiều bề cất nhọc, sanh đặng con thập ngoại cưu mang. Tháng đầu thai đầu tở sương, mai chiều dình dữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục quyết ngân. Bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương. Lại thêm đủ lỗ chân lòng, cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tản phổ, chín tháng thì đầy đủ vóc hình. Mười tháng là đến kỳ sinh, nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngô nghịch làm buồn thân mẫu, nó vậy dùng đạp quấu lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng. Sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Khi sanh đặng muôn phần khoái lạc, cũng ví như được bạc được vàng. Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tính. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, mười tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba thăm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vẫn chẳng lai. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bồi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ướt mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xu nước nhai cơm, miệng con nó ấm chẳng nhòm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốc, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Phật lại bảo A Nan nên biết, trong chúng sanh tuy thiệp phẩm người, mười phần mê mũi cả mười, không tường ơn trọng đức dày sông thân. Chẳng kinh mến quên ơn trai đức, không xót thương dưỡng dục cổ lao. Ấy là bất hiếu mặt giao, thì những người ấy đời nào nên thân. Mẹ sanh con cứu mang mười tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai. Uống ăn chẳng đặng gì thay, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết, sanh đặng rồi tinh quyết dầm về. Vị như thọc quyết trâu dê,
nhất sanh thập tự nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần con, phải tắm phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía ước con nằm phía ráo, sợ cho con ước áo ước chân, hoặc khi ghẻ chốc khắp thân, ác con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn ba năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nề với con, đến khi vừa được lớn khôn, mẹ cha dạy bảo cho con dỡ lòng. Cho đi học mở thông trí huệ, dựng vợ chồng có thể làm ăn. Ước mong con được nên thân, giàu cho cha mẹ cứ bằng quản chi. Con đau ốm tức thì lo chạy, giàu tốn hào cách mấy cũng đành. Khi con cần bệnh đặng lành, thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dục sanh bằng hơn biển, cớ sao con chẳng biết ơn này. Hoặc khi lầm lỗi bế rầy, chẳng tuân thì chớ lại bài ngộ nghe. Hồn cha mẹ phụng mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nổ nạt thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sân đường không kể, tiếng khuyên răng anh chỉ chẳng màng. Trái ngang trong bên mỗi đàn, ra vào lui tới mắng càng người trên. Vì lộ mạng tánh quen làm bướng, chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng. Lớn lên theo lối hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Bỏ bạn lành theo cùng chúng dữ, nết tập quen làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sinh nhai, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lập công. Vì trang buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngân vì vợ vì con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sợ lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phần nhiều du hí mà thôi. Sau khi phá hết của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình tù ngục phải vương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hay tin dữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu. Thương con than khóc ưu sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vẫn dương. Hoặc bệnh nặng gì thương quá lè, phải bỏ mình làm quỷ dữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường, ấy trà đình đủ đêm phố phường ngao du. Mài miệt theo đồ bất chánh, chẳng mấy khi thần tính mổ khang. Làm cho cha mẹ than gian, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu, không ai nuôi thiếu thốn mọi điều. Ốm đau đói trách kêu riêu, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương.
phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Sống đến lúc tòng phu xuất gia, lo bên chồng chẳng sẽ bên mình, trước còn lại vạn viễn thăm, lần lần ngồi lạnh biệt tâm biệt nhà. Quên dưỡng dục sống thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo bao bổ cụ lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thắm thay. Nếu cha mẹ rầy la vợ mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên, chứ khi chồng đánh liên miên thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tôi bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang, nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy cùi, đập vào mình vào mũi vào hông, làm cho các lỗ chân lông thải đều rơm máu ướt đầm cả thân. Đến hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng, bọn ta quả thiệt tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù. Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan, tội tình khó nói than vãn, làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu. Trước Phật tiền ai cầu trần tu, xin Thế Tôn mẫn cố bi lân, làm sao báo đáp thù ân, tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình. Phật bèn dụng phạm thính sáu môn, phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe, ơn cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương báo đáp cho vừa sức đâu. Vì có người ơn sâu dốc trả, cộng mẹ cha tất cả hai dài, giáp dòng hòn núi Tu Di, đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền. Quy có người gặp cơn đói riết, nuôi sống thân dân hết thân này, xương nghiền thịt nát quân thay, trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng. Vì có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình khoét thủng sông người, chịu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu. Vì có người cầm dao thiệt bén, mổ bụng ra rút hết tâm can, quyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn, đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự khó biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Quy có người vì ơn dưỡng dục, tự treo mình cúng Phật thế đèn, cử treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp ơn thăm chưa đền. Vì có người xương nghiền ra mở, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình, xương tan thịt nát chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng.
Vì có người vì công dưỡng dục mà nuốt sắc nóng thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thấy điều kinh hãi, giọt lệ tràn khô nỗi cầm ngăn. Đồng thinh bạch Phật lời rằng, làm sao trả đặng ân thâm sông đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này. Các người muốn đáp ơn dạy, phải toàn biên chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tùng, cùng ăn năn những tội lỗi xưa. Cúng dường tam bảo sớm trưa, cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Rằm tháng bảy đến kỳ tự tứ, mười phương tăng đều giữ lễ này. Sắm sánh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dâng. Đặng cầu nguyện sông đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn. Ấy là báo đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sống thân của mình. Mình còn phải cần chuyên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy đinh ninh, khá nên y thử phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tối phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thai. Sau khi chết bị đày vào ngục, ngủ vô gián cũng gọi a tỳ. Ngục này trong núi thiết quy, dách phên bằng sắt dây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy, đốt tội nhân hết thảy thành thang. Có lò nâu sắc cho tàn, rót vào trong miệng tội nhân hành hình. Một quả đủ cho người thỏa khổ, lộng thịt da đau thấu tâm can. Lại có cho sắc rắn gan, phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong. Rồi cho một ngọn lửa hồng, nướng quậy chung nó da vòng thịt thao. Móc bằng sắt thương đau gươm dao, trên không trung đổ theo như mưa. Gặp ai chém nấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhừ như tương. Những hình phạt vô phương kể hết, mỗi ngục đều có cách trị riêng. Như là xe sắt phân thây, chim mừng mổ bụng trâu cài lưỡi le. Trước khi đặng chết liền rất đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân. Ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại A Tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch sông thân. Chúng ngươi đều phải ân cần, thừa hành các việc phân trần khoáng trên. Nhất là phải kinh này in chép, truyền bá ra cho khắp Đông Tây. Như ai chép một quyển này, vĩ bằng đặng thấy mổ vì thế tôn. Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy, thì cũng bằng thấy Phật giảng thiên. Do theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật ủng hộ ý như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lành, lại quá sanh về cảnh thiên cung.
khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tử chúng một lòng kinh vâng. Lại phát nguyện thà thân này nát ra bụi cho muôn kiếp chẳng nài, dẫu cho lưỡi kéo trâu cài đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên. Quy như bị ba thiên đao kiếm khắp thân này đâm chém phân thây, hoặc như lưỡi trói thân này trải trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt phân chia ra muôn đoạn rã rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đức Nương kiền thiền đánh lễ cầu Thế Tôn đặt để hiểu kinh, ngày sau truyền bá chúng sanh dễ bề phúng tổng trị chuyến tu hành. Phật mới bảo A Nan nên biết quyển kinh này quả thị cao xa, đặt tên bao hiếu mẹ cha cùng là ân trọng thiệt là chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn chú đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật giải đành rành, bốn ban Phật tử rất mừng rất vui. Thay một lòng dâng theo lời Phật và kinh thành tinh chắc gian tuyền, đồng nhau tự tái Phật tiền, nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mãi trần. Lao là một tánh thiên chân, bao trầm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Dân tâm ấy lặng trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi. Trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đích đan. Hàng Bồ Tát danh quang tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong. Thẩm vào trí huệ mở thông, soi thấy năm quẩn đều không có gì. Độ tất cả không chi khổ ách, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sắc không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Ây sắc tướng cũng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thức phân chia cũng lại như vậy tổng về chân không. Tòa sắc tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng diệt thường chân, chẳng cấu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên không giới, tế lào lào vô ngại thường chân. Vốn không năm quẩn ấm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không. Tánh không sang suốt đại đồng, vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Chẳng không có thân gì già chết, huống chi là hết chết già sao. Tử đế cũng chẳng có nào, không chi là trí có nào đắc chi. Do vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia đều xá nhị không. Dần lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quay ngại có chi khủng bố, tức xa lìa mộng tưởng đạo điên. Tâm không rốt ráo chữ duyên, niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật nghi đàn bát nhã, đáo bồ đề chứng quả chánh nhân. Cho hay
bát nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chơn mau về. Thiệt thần chú linh chi đại lực, thiệt thần chú đúng bậc quang minh, ấy chú tối thượng quái linh, ấy chú vô đẳng thinh thinh quái thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư, thiên nhiên chân thiệt bất hư, án làm thần chủ chân như thuyết rằng. Yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tạc bà, nam mô a di đà bà già đà ta già đà già đà địa già tha di di đô bà tề a di di đà tất tam bà tề a di rị đà tề ca lăng đế a di rị đà tề ca lăng đa già di ni già già na chỉ đa ca lệ ta bà ha. Nam mô a di đà bà già đà ta già đà già đà địa già tha di rị đô bà tề a di rị đà tất tam bà tề a di rị đà tề ca lăng đế a di rị đà tề ca lăng đa già di ni già già na chỉ đa ca lệ ta bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Rị Đô Bà Tì A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tì A Di Rị Đa Tì Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tì Ca Lăng Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà. Chúng thích tự kiền thiền xưng tán Đức Di Đà vô hạn lợi sanh 48 nguyện viên thành hiện ra tướng tước sắc thân tuyệt vời kim sắc tướng muôn ngàn công đức khắp mười phương chẳng bực sánh bằng bạch hào hiển hiện phóng quang xoay dần chiếu sáng di sáng năm tòa cặp thanh nhãn thấy xa vô ngại sáng trong ngần tứ đại hải dương hào quang quá Phật khôn lường qua chúng Bồ Tát số đương hằng hà độ chúng sanh liên qua chính phẩm nước lạc ban là cảnh Tây phương chí thành thập niệm chiêu chương hiện tiền thanh chúng dẫn đường giảng sanh Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật Nam mô 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 A Di Đà Phật. 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 Nam mô Phật Nam Mô A Di Đà 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 Phật Nam
Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng bảy gặp hỏi Du Lan. Phạm Du Quy Hoàng đốt hương đảnh lễ, mười phương tam thế Phật Pháp Thánh Hiền. Nói gương Đức Mục Kiền Liên, nguyện làm con thảo, lòng càng áo nào mà nhớ nghĩa thân sanh. Con đến trưởng thành, mẹ dày gian khổ, ba năm nhu bộ, chín tháng cưu mang. Không ngớt lo toan, quên nâng bỏ ngủ, ấm nó đầy đủ, cày có công chê. Chẳng quản yếu già, sanh nhai lam lũ, quyết cùng hoàng vũ, phân đấu nuôi con. Giáo dục vuông tròn, đem đường học đạo, đệ tử ơn sâu chưa bao, hổ phận kém hèn. Giờ này quỳ trước đài sen, chí thành cung kính, đạo tràng thanh tịnh, tăng bảo trang nghiêm. Hoặc thừa tự tư, hoặc hiện tham thiền, đầy đủ thiện duyên, dù lòng lân mần. Hộ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con, đượm nhuận mưa pháp, còn tại thế thân tâm yên ổn, phát nguyện tu trì. Đã qua đời và ác đạo xa lìa, trong thành Phật hòa ngưỡng, trong các đức Như Lai khắp cõi hư không, từ bi gia. Con quỳ lại Phật Thích Ca, chứng minh đệ tử tên là Mục Liên.
lòng con bồ đạo tu hiền ngày xuất gia theo Phật cầu nguyện hôm nay. Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày, minh tâm kiên tánh Như Lai trọn lành, lục thông đầy đủ nên danh, muốn tìm cha mẹ lòng thành gắn công. Đền ơn cho bửu âm bông, mà liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian, thấy vong mẹ khổ muôn ngàn, ngày ốm gầy đói khát trong đàn quỷ ma. Mục Liên kêu mẹ khóc lạ, đau lòng thương mẹ đọa xa Diêm Đình. Thanh Đề nhìn thấy con mình, Mục Liên kêu mẹ hết tình gắn công. Con ơi mẹ đói trong lòng, mà Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than, vội vàng trở lại thế gian. Bởi cơm một bát đêm sáng mẹ mừng, và cơm vô miệng nửa chừng, chén cơm quá lửa phần phần thanh thang. Mục Liên xem thấy kinh hoàng, trong lòng đau đớn khóc than buồn tình. Mẹ ơi niệm Phật độ mình, ngày trở về lại Phật cầu xin mẹ già. Thích Ca Đức Phật phân quay, mẹ ơi tội nặng đọa xa nghiệp hành. Ta truyền cứu tế pháp lành, cần cầu tăng chúng tịnh thanh chú nguyện, cầu cho phụ mẫu hiện tiền, lục thân quyến thuộc bình yên điều hòa. Bởi đời phụ mẫu đã qua, về trời hướng phước sáng loa hào quang, vui chơi thông thả an nhàn. Ngày rằm tháng bảy lập đàn trai tăng, sắm xanh trăm món đồ ăn, trái cây ngũ quả hương đăng rõ ràng, chiếu giường bồn nước mùng màng, dầu đường trà lá bát vàng đựng cơm. Những đồ vật quý bông thơm, thành tâm dọn tiệc lan bồn phân minh, cung dường tam bảo cầu kinh, chữ tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang. Cầu cho thí chủ trai đàn, tâm hành thiền định giải vang chúc nguyện. Thanh Đề khổ ách hết liền, ngày rằm tháng bảy thành tiên về trời. Nói gương hiếu thảo đời đời, xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con. Nhai cơm cho bú heo mò, ngày ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng. Trời cao đất rộng mênh mông, biển hồ lai láng xanh đồng Thái Sơn. Tu hành báo tứ trọng ân, đổ đời ba cõi sạch trơn trọn lành. Mục Liên đại hiếu tu hành, báo ơn phụ mẫu nên
Tụng kinh công đức thù thắng hành, vô biên thắng phước dài hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tốc vàng vô lượng quán Phật xét. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ chúng, cửu phẩm liên hoa di phụ màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bản lự. Nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đặng giữ chúng sanh giải cộng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.